Kính chào quý vị và các bạn. Mưa giảm tại Bắc Bộ và nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ sẽ là nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay. Cụ thể tại Bắc Bộ, rãnh mây rông qua khu vực suy yếu dần nên mưa tại khu vực này sẽ có xu hướng giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời tiếp tục nắng nhiều, riêng khu vực đồng bằng có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ ban trưa có thể đạt mức là 35 độ. Mức nhiệt này còn duy trì ở Bắc Bộ đến ngày mai, sau đó giảm nhẹ. Nắng nóng có xuống gia tăng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, riêng vùng núi phía Tây có thể vượt ngưỡng 37 độ, độ ẩm ban trưa thấp nên sẽ càng làm tăng thêm cảm giác khô nóng. Còn đối với các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, ban ngày trời nóng bức với nhiệt độ ban trưa trong khoảng là 33 đến 35 độ. Tuy nhiên vào chiều tối, mưa rông có thể xảy ra rải rác nên sẽ làm cho thời tiết dịu hơn. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên khu vực sẽ liên tục xảy ra mưa rông rải rác vào lúc chiều tối, đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh. Ban ngày mưa giảm hơn, nắng vừa phải, nhiệt độ trưa nay dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và trong khoảng từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam ở mức cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao trên 2 mét, nhiệt độ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không vượt quá mức 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, từ đêm mai có khả năng có mưa rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.